Rồi hello bà con mà nha, chúc anh chị em là xe Taco đời 2017 anh chị nha. Dòng này là đầu dài mẫu mới, có máy lạnh trợt, kính bấm luôn, thùng càng mưa bạc luôn. Thì xe này ngày trước em bán anh em mình tới 120-130, giờ để cho anh em mà giá hợp lý nha, 110 đi, còn giảm còn bớt cho nợ bán thiếu luôn anh chị. Đưa 90 triệu lấy xe về nha, đó, cho nợ 20 triệu không lãi nha. Đó, trợ lực nè không, ngon lành chưa. Đó, ngon lắm anh chị, trợ lực máy lạnh nè, đầu dài nè, rồi có nỉ zin nữa. Thì chở được 720 kg. Bên mình thì có hai mẫu, một mẫu thùng thớt nhưng một mẫu thùng càng mưa bạc nha. Thùng thớt thì SGM 2021, máy lạnh trợ lực chính bấm, màn hình trong gia thì 130, xe này để anh em 101, anh em cứ qua lấy thử chạy thử đi ha. Dầu Taco này thì chạy được nó bền anh chị, cái đèn hơi tối thì mơ đánh lên sáng giới lại ha. Đèn mới lấy về chưa đánh đèn anh em ha. Xe đẹp, biển tỉnh nhà Bến Tre còn ủy quyền luôn, đăng kiểm tới cuối năm. Đó, máy gầm số im chạy xuống, giá hợp lý 110 triệu về cho anh em khởi nghiệp nha. Nó xa xa anh em thấy có con này là SGM nè, SGM đời 2021 nè anh chị ha, thùng kèo mưa bạc luôn, ổ lộng thùng thùng thớt luôn đó, con này thì thùng kèo mưa bạc 720 kg nè không. Đó, anh em mua về đi, nước sơn si còn bóng bẩy anh chị, giá hợp lý nha, xe đi ít giá hợp lý, anh chị quan tâm nhắc máy alo em nha.